Phi huyễn là giác tánh. Thí như ma kính, cấu tận, minh hiện. Quý vị phải biết mài gương là tí dụ trong lời chú giải của cổ nhân. Cụ Hoàng cũng dùng tí dụ này của cổ nhân. Thời cổ, gương làm bằng đồng. Phải thường xuyên mài. Mài rất bóng sẽ có thể soi mặt. Khác với hiện thời tiến bộ hơn trước quá nhiều. Do vậy nó mài gương, người hiện thời chẳng hiểu. Nếu quý vị lấy cái gương thời cổ để giảng, người hiện thời mới hiểu đó là mài gương. Quý vị thấy gương cổ được đặt trong viện bảo tàng của cố cung, quý vị sẽ hiểu cái gương ấy phải được thường xuyên mài. Mài sạch sẽ, những thứ dơ bẩn trên mặt gương sẽ chẳng còn, gương lại tỏa sáng, bèn có tác dụng soi chiếu. Chúng ta tu hành cũng giống như vậy, phải mài sạch vọng tưởng, phân biệt, phiền não, tập khí. Cách mài ra sao? Mài trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày đều mài. Người tốt tán thán quý vị cũng là mài. Nếu quý vị sanh tâm quan hỷ, tức là dơ bẩn, đã bị ô nhiễm. Gặp phải nghịch cảnh, trong tâm quý vị bực bội, lại bị nhiễm dơ. Cảnh giới gì hiện tiền, quý vị đều có thể giữ gìn cái tâm thanh tịnh, cũng không ô nhiễm. Đó là tu hành thật sự. Quý vị phải biết, tu hành chẳng phải là hằng ngày niệm kinh, mỗi ngày gõ mõ niệm Phật, chẳng phải như vậy. Đấy cũng là một phương pháp, nhưng công phu thực sự ở nơi giác tánh. Quý vị thời thời khắc khắc phải dốc công phu giác tánh trong những hành vi nhỏ nhặt như mặc quần áo, ăn cơm. Mặc quần áo, quý vị cảm thấy y phục này chẳng dễ nhìn, lại khởi tâm động niệm, lại phân biệt chấp trước rồi. Do vậy, mặc quần áo cũng tu hành. Lúc ăn cơm, món này ngon, ăn nhiều hơn một chút, ăn thêm mấy miếng, tâm tham của quý vị dấy lên. Món kia chẳng dễ coi, ăn không ngon, chẳng muốn ăn. Quý vị cự tuyệt, quý vị thấy toàn bộ tập khí phiền não hiện hành. Trong cuộc sống thường ngày, xử sự đãi người tiếp vật. Thuận cảnh nghịch cảnh, quý vị phải coi tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Họ giúp ta nâng cao cảnh giới. Đối với bất cứ người nào, chuyện nào cũng đều là chuyện tốt, người tốt. Người lừa đảo, hãm hại quý vị đều là người tốt. Chẳng có họ, làm sao quý vị biết công phu của quý vị hiện tiền? Vì vậy, quý vị thường sanh tâm quan hỷ, thấy ai cũng đều là Bồ Tát, thấy ai cũng là ân nhân, tri ân, báo ân. Cách báo ân như thế nào? Báo ân là sửa lỗi, tu thiện. Nhất định giữ gìn cái tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng của chính mình. Nếu có thể giữ gìn giác tâm thì càng tốt hơn, đó là rất viên mãn, đó gọi là thật sự báo ân. Thật sự thành tựu, thật sự nâng cao cảnh giới.